Thưa các bạn, sáng nay, ngày 17 tháng 10 năm 2019, lúc 7 giờ 10 phút, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An đã bị rơi từ tầng 8 xuống chân sau của trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Lê Hải An làm việc ở tầng 2 và không biết thế nào lại leo lên tầng 8 của trụ sở và bị rơi xuống đất. Đến 9 giờ 20 sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra thông báo về cái chết của ông vào lúc 7 giờ 10 phút. Theo lịch làm việc, thì sáng nay, ngày 17 tháng 10 năm 2019, từ 8 giờ tới 11 giờ, Thứ trưởng Lê Hải An sẽ có buổi làm việc với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực cùng với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ông Lê Hải An sinh năm 1971, mới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 2 tháng 11 năm 2018. Ông Lê Hải An nếu sinh năm 71, tuổi ta là 49, các bạn ạ. Một tuổi rất kỵ với số mệnh, như ông bà ta thường nói. 49 chưa qua là 53 đã tới. Việc ông Thứ trưởng khỏe mạnh thế, làm việc ở tầng 2, lại leo lên tầng 8, để lấn chứng thế nào, bị rơi xuống sân sau, là một câu hỏi rất lớn với cơ quan chức năng. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội, cụ thể là Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an quận khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An. Mình chỉ trồng và tích hoa hồng thôi, nhưng khi nghe tin đột ngột cái chết của một thứ trưởng trẻ mới 49 tuổi và đang ở tuổi sung sức thì cảm thấy cũng hơi xót xa. Nguyên nhân thì chắc công an sẽ làm rõ và công khai trên truyền thông trong những ngày tới. Nhưng chết là hết và thiệt thòi nhất các bạn. Cho nên các bạn yêu hoa hồng, dù có việc gì đi nữa thì đừng có leo lên tầng 8 các bạn nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã xem thông tin này. Từ nay trở đi, chú hoa hồng nếu thấy những thông tin hữu ích và đột xuất như kiểu này sẽ đăng để các bạn theo dõi. Rất cảm ơn các bạn đã xem thông tin này. Xin chào các bạn.